Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về cách làm kem thanh long nhé. Để làm kem thanh long thì các bạn chuẩn bị cho mình một quả thanh long này, sữa đặc này, khoảng độ 3-40 ml nhé, và 100 ml sữa tươi có đường hoặc không đường tùy theo nhé. Các bạn cho mình 2 thìa canh đường nữa. Và để mình nói tác dụng của quả thanh long này với các bạn nhé. Thanh long này là có tác dụng rất tốt với sức khỏe của chúng ta nhé. Nó chống oxy hóa là tác dụng đầu tiên đấy ạ. Thứ hai là nó ngăn ngừa các dấu hiệu về lão hóa của cơ thể chúng ta như già lua đi nhé. Thứ ba là cải thiện cho sức khỏe tim mạch, làm cho tim mạch của chúng ta khỏe mạnh hơn khi ăn thanh long này thường xuyên nhé. Và thứ tư là kiểm soát và phòng chống bệnh tiểu đường. Cái lượng đường trong thanh long này nó chứa hàm lượng không cao, và khi chúng ta ăn thường xuyên nó sẽ kiểm soát được lượng đường trong máu của chúng ta nhé. Thứ năm là cải thiện hệ tiêu hóa. Ăn thanh long này nó có những cái chất làm cho đường ruột của chúng ta tiêu hóa rất chi là luẩn tràng thuận lợi nhé, nên là nó có tác dụng là cải thiện tiêu hóa là như vậy đấy. Thứ sáu là khi chúng ta ăn thanh long này thì nó làm cho làn da của chúng ta mịn màng hơn, tươi trẻ hơn nhé, sáng bóng. Và thứ bảy là điều trị mụn và trứng cá, vì nó chứa rất nhiều vitamin C làm cho mụn và trứng cá của chúng ta sẽ tan bay hết đi nhé. Thứ tám là giảm viêm khớp. Khi chúng ta có tuổi hoặc người già có tuổi thường hay bị bệnh viêm khớp thì chúng ta cũng nên ăn thường xuyên ghi em thanh long này. Thứ 9 là tốt cho mắt nhé, và chứa nhiều vitamin A. Trong quả thanh long này nó cải thiện cho thị lực của chúng ta nhé, nhất là khi càng về già cái thị lực của chúng ta càng kém, thì mình ăn những quả thanh long này nó có tác dụng rất chi là tốt cho cơ thể. Cho nên là các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng ăn. Như ăn bình thường chúng ta bổ ra chúng ta ăn trực tiếp cũng được, hoặc chán chúng ta có thể xay lên thành sinh tố để chúng ta uống nhé. Hoặc là các bạn có thể làm kem như thế này vì cho cả gia đình mình đều ăn và rất tốt. Các bé cũng ăn cũng tốt ạ. Trước tiên thì mình sẽ đi bổ cái phần thanh long này ra nhé, để mình cho vào cối mình xay cái phần thanh long này lên. Các bạn là bổ cho mình cái quả thanh long này ra nhé, để mình đem đi xay nhé. Thanh long đỏ rất chi là đẹp luôn. Mình chuẩn bị cái bát để mình cho cái phần thanh long này ra bát nhé. Đây, các bạn cắt và mình cho vào. Các bạn là cho vào cái bát cho mình để mình đem đi xay nhé. Với những quả thanh long đỏ như thế này thì chúng ta làm kem ấy, nhà có các bé lại càng thích ăn hơn nhé. Các bạn có thể dùng thanh long trắng cũng được nhé. Mình sẽ cho vào cái cối này để mình xay nhé.
Các bạn cho mình một phần đường vào này. Mình sẽ đặt vào nhé. Mình xay cái hỗn hợp này lên. Phần sữa tươi nữa nhé. Mình xoay nhuyễn cái hỗn hợp này lên nhé. Sau đó mình sẽ dùng cái dây này để mình nọc cái phần hạt của thanh long, chúng ta có thể bỏ đi nhé, hoặc các bạn không muốn nọc thì thôi nhé. Đấy. Đấy, mình sẽ bỏ cái phần hạt thanh long này đi. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về cách làm kem thanh long nhé. Để làm kem thanh long thì các bạn chuẩn bị cho mình một quả thanh long này, sữa đặc này khoảng độ 3-40 ml nhé, và 100 ml sữa tươi có đường hoặc không đường tùy theo nhé. Các bạn cho mình 2 thìa canh đường nữa. Và để mình nói tác dụng của quả thanh long này với các bạn nhé. Thanh long này là có tác dụng rất tốt với sức khỏe của chúng ta nhé. Nó chống oxy hóa là tác dụng đầu tiên đấy ạ. Thứ hai là nó ngăn ngừa các dấu hiệu về não hóa của cơ thể chúng ta như già lua đi nhé. Thứ ba là cải thiện cho sức khỏe tim mạch, làm cho tim mạch của chúng ta khỏe mạnh hơn khi ăn thanh long này thường xuyên. Và thứ tư là kiểm soát và phòng chống bệnh tiểu đường. Cái lượng đường trong thanh long này nó chứa hàm lượng không cao, và khi chúng ta ăn thường xuyên nó sẽ kiểm soát được lượng đường trong máu của chúng ta nhé. Thứ năm là cải thiện hệ tiêu hóa. Ăn thanh long này nó có những cái chất làm cho đường ruột của chúng ta tiêu hóa rất chi là nhuận tràng, thuận lợi nhé. Nên là nó có tác dụng là cải thiện. Khi mình để kem thanh long trong tủ lạnh được 3 giờ các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần kem này ra là chúng ta có thể thưởng thức nhé. Đây, que kem rất chi là đỏ và đẹp nhé. Và ăn kem này thì ngọt mát mà lại có màu đỏ này. Nhất là nhà có các bé thì các bé lại rất thích ăn cái những loại kem như thế này nhé. Mình để ra ngoài một chút đấy, vì thời tiết nó nóng ấy, thì nó sẽ nhanh ra cái phần kem này, chúng ta sẽ rút dễ hơn nhé. Mình đã được một đĩa kem thanh long đỏ như thế này. Các bạn có thể làm với màu trắng cũng tương tự như vậy thôi nhé. Nhưng nếu nhà có bé thì là các bé hay thích ăn những cái màu đỏ đẹp như thế này ạ. Đây các bạn, với que kem như thế này nhé, ta có thể thưởng thức cho gia đình nhà mình ạ. Rất chi là ngon, ngọt, mát và dễ ăn nhé. Đây các bạn, những que kem thanh long đỏ rất chi là đẹp mắt và ngon ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và bây giờ mình cùng các bạn cùng thưởng thức những món kem thanh long đỏ này nhé. Rất chi là ngon, ngọt và mát ạ. Dễ ăn ạ. Với màu thanh long đỏ này.